Ngày 16 tháng 11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ Phạm Văn Tiến, 36 tuổi, Đặng Thanh Tuấn, 44 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai để điều tra hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo điều tra, từ khoảng tháng 7 năm 2024, thông qua ứng dụng Telegram, Tiến và Tuấn được một người ở Campuchia thuê vận chuyển ma túy từ biên giới vào nội địa với số lượng vận chuyển dao động từ 20 kg đến 40 kg với tiền công 800 đô la Mỹ trên 1 kg ma túy. Trước khi giao hàng cho người nhận ở Việt Nam, ma túy được người này tập kết tại khu vực biên giới thuộc huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Sau khi nhận được ma túy, Tiến và Tuấn chia nhỏ ma túy thành từng túi nhỏ có trọng lượng từ 1 đến 5 kg. Sau đó giao cho shipper vận chuyển về thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương để tiêu thụ. Trong quá trình vận chuyển ma túy, Tiến và Tuấn còn thuê thêm một số người khác để cảnh giới. Đáng nói những người này khi đi đều mang theo vũ khí nóng. Qua công tác nắm tình hình, phát hiện đường dây vận chuyển trái phép từ Campuchia về Việt Nam, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá. Đến 11 giờ ngày 6 tháng 11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Tây Ninh và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã huy động 100 cán bộ chiến sĩ chia làm 5 tổ công tác thực hiện kế hoạch phá án. Tại hiện trường, các tổ công tác đã bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Tiến và Đặng Thanh Tuấn đang bốc vác ma túy trên xe ô tô vào một ngôi nhà ở đường số 9, hẻm 24 thuộc khu phố Hiệp Long, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Tại đây, công an thu giữ 58 kg ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng, 11 viên đạn, 2 xe ô tô, 6 xe mô tô, 6 điện thoại di động và nhiều vật dụng khác có liên quan. Chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.